Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh âm thanh của Xuân Đỉnh Audio. Trong clip buổi tối ngày 9 tháng 10 thì Xuân Đỉnh đã tiếp tục được giới thiệu đến anh em những cái sản phẩm mới về tại cửa hàng Xuân Đỉnh. Và trong clip này thì mình sẽ giới thiệu đến anh em hai cặp loa, toàn bộ là những cái dòng loa rất là tiên tuổi như cặp Pioneer hẳn 2W 20 năm, 2 tép và một cặp Diatone DS66Z màu gỗ màu vàng rất là đẹp và sang trọng. Và hôm nay thì có hai chiếc âm ly rất là khủng của Sony. Sony thì luôn luôn chú trọng đến nội thất máy cũng như thiết kế các cái linh kiện rất là kỹ càng. Sau đây thì mình sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như báo giá từng sản phẩm để anh em được biết thêm về những dòng này. Đầu tiên thì mình sẽ quay về hai chiếc âm ly trước. Thì đây hôm nay có hai chiếc âm ly của Sony. Đầu tiên là chiếc TAF333ES. Và sang bên này thì có chiếc 333ESX. Những cái dòng Sony này thì toàn bộ đều là những hàng khủng thôi. Và giá thành thì cũng luôn luôn là bình dân để phục vụ anh em về phối ghép với những cặp loa nhà mình. Và những dòng 333ESX này thì nhà mình bán rất là nhiều cho anh em rồi. Và hôm nay thì vừa rồi mình có test cho anh em bằng một chiếc F33ES này. Và hôm nay thì mình cũng vẫn khui hết cả nội thất bên trong để anh em được ngắm nhìn những cái nội thất ở bên trong của máy. Hàng bãi còn nguyên zin, từng chi tiết cũng như nguyên đai, nguyên kiện, các cái dây thít luôn. Đây, đầu tiên là sẽ quay cho anh em về chiếc âm ly Sony TAF333ES. Hôm nay thì công suất của nó là 245W. Sử dụng điện 100V, hàng nội địa của Nhật, size của nó là size 43. Phím bật tắt nguồn, đánh hai cầu AB riêng biệt, trở kháng của nó là từ 4 đến 16 ohm. Có khi ấn to này thì bắt chép mới có tác dụng, volume ở trên. Thì dòng này có khác biệt so với dòng khác là volume thì nó ở bên trái, còn những dòng khác thì volume nó ở bên phải. Và đây, các cái hàng bên trên là đường chọn tín hiệu đầu vào. Khi em chọn cổng nào thì đèn nó sẽ sáng ở cổng đấy. Đấy, rất là nhiều cổng vào đây. Phono thì dành cho đĩa than, nên anh em sẽ kết nối qua đường tuner, CD, tap. Đấy, dưới là có phần chỉnh bass check ba năng, rồi subnic ấn on off này. Audio rec thì cái đường rec là đường tín hiệu ra thôi, cho nên anh em có thể chọn tùy ý muốn hoặc để chính giữa cho nó đẹp. Phần cut check này thì nó dành cho phono, cho nên anh em cũng để chính giữa. Mặt phay nhôm màu đen, công suất rất là khỏe, nội thất thì rất là khủng. Và cũng tháo máy để anh em được nhìn luôn cả nội thất bên trong. Thì dòng này thì nó chạy là 8 giò than, 4 giò lớn và 4 giò nhỏ, tản nhiệt nhìn rất là hay, ô vuông, một nguồn rất là khủng, hai tụ lọc nguồn thì cực kỳ là to, hẳn 12.000 microfa. Đây, toàn bộ linh kiện ở phía bên trong. Cái phần vỏ của nó là được bằng thiết kế bằng đồng anh em nhé, nên nó có màu vàng, đúng màu đồng luôn nhé. Còn cái phần cạnh trên này thì đây là theo năm tháng thì nó có oxy hóa cái phần cạnh trên, nếu như anh em cẩn thận thì có thể cạo nó ra nó cũng hết, nhưng mà mình thì để nguyên đúng hàng chất bãi cho anh em. Còn vỉ mạch thì nó là vỉ mạch màu xanh, nhìn rất là đẹp, không có bị thối hay là nhìn không có bị đen cháy gì cả. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây, phần tản nhiệt này. Phía bên dưới là công suất này. Máy rất là đẹp, công suất thì khủng, 240, đây mình sẽ quay đằng sau. Công suất là 248W chứ không phải là 45. Những dòng này thì anh em có thể là ghép với những dòng loa bass 2530, đặc biệt là có thể phối ghép với những chiếc vang để hát karaoke gia đình khá là tốt. Và như chiếc âm ly Sony TAF333ES thì Xuân Đỉnh bán với giá là 3.800.000 đồng. Một con máy nội thất rất là khủng luôn. Đây. Cứ khép vàng và anh em có thể hát karaoke gia đình rất tốt với những chiếc âm ly như thế này, vì máy thiết kế của nó quá là gấu. Và tiếp theo thì sang bên này cũng là một chiếc âm ly mà rất là quen thuộc với anh em, vì cả Xuân Đỉnh bán những dòng này cũng khá là nhiều. Đây là một chiếc âm ly Sony, model của nó là 333ESX, máy màu đen, cũng là hàng nội địa của Nhật, sử dụng điện 100V, công suất của nó cũng là 245W, và nội thất của máy thì cũng rất là gấu luôn.
Đây thì mình sẽ lại hướng dẫn anh em cách sử dụng cái dòng này. Phím bật tắt nguồn, đánh hai cầu AB cũng như A cộng B. Trở kháng khi đánh A hoặc B là từ 4 đến 16 ohm, A cộng B là từ 8 đến 16 ohm. Mono shifter thì anh em để shifter. Cần turn on up, khi anh em ấn xuống on thì bát chép mới có tác dụng. Input thì nó có rất là nhiều cổng vào đây. Còn đường tap thì sang bên này là tap 1, tap 2, tap 3. Nếu như anh em sử dụng, còn không sử dụng thì thôi. Còn sang bên này thì có đường AUX, CD tuner. Đấy. Anh em chọn cổng nào cũng được, phono luôn nó dành cho đĩa than. Phía bên dưới cái đường jack này thì anh em lại để chính giữa. Cắt trích này thì dành cho phono cũng để chính giữa thôi. Nó cũng không khác gì ở cái con F33 kia. Direct khi em ấn direct này vào thì bát check sẽ không có tác dụng nữa nên anh em phải nhả nó ra. Muting là ngắt tiếng tạm thời. Ngoài là volume, dưới này là ba lăng. Máy mặt phay nhôm màu đen. Mặt máy thì còn rất là đẹp. Và đây cũng là nội thất của máy. Dòng này thì con này sở hữu đến 12 sò than lớn nhỏ, rất là khủng luôn. Đây toàn bộ những cái dòng tụ lọc âm thanh tín hiệu đầu vào đây, màu xanh nét này. Những cái tụ này khá toàn tụ Nichicon. Những dòng này thì tụ nó lọc rất là sạch và tiếng khá là tốt. Một nguồn rất là khủng, nguyên bộ nhé. Bốn tụ lọc nguồn này. Bốn tụ lọc nguồn. Và đây là những cái hàng sò ở bên trong. Máy móc thì còn rất là đẹp và sáng. Hình thức thì máy bãi còn rất là sạch sẽ luôn. Đấy. Và đây thì mình sẽ quay cả đằng sau luôn cho anh em xem về hai chiếc âm ly này. Đây anh em có thể đánh giá được từng những cái ốc vít bảo vệ cái đường tín hiệu này. Đấy. Các cái chân rắc đây còn rất là mới. Có đường adapter, tức là đường dè power input này. Đây công suất của nó là 245W điện 100V. Sony TRF33EX 245W. Đấy, đây là cầu loa AB. Đấy. Còn sang bên này là chiếc Sony F333ES nhé. Thì anh em nhìn còn tất cả những cái rắc này còn rất là mới này. Anh em có thể rút ra để biết này. Đấy. Rất mới luôn. Những cái này thì nó là cái bảo vệ, nếu như không dùng thì cắm nó lại thì nó sẽ không bị oxy hóa thôi. Đây trở kháng của loa đây. Cũng từ 4 đến 16 ohm. Cầu loa thông số cũng như công suất này. 248W điện 100V. Và như vậy thì đây là hai chiếc âm ly mà Xuân Đình vừa giới thiệu với anh em. Toàn bộ đây là của Sony, hàng rất là khủng luôn. Chiếc Sony 333ES X mình bán mức giá là 4,2 triệu. 4,2 triệu. Còn chiếc 333ES thì mình bán mức giá là 3,8 triệu. Và tiếp theo nữa thì mình sẽ giới thiệu anh em về hai cái cặp loa. Toàn bộ đều là hàng bãi rất là đẹp, mới về tại cửa của Xuân Đình. Đầu tiên đó là cặp loa Pioneer SK1. Chắc chắn là anh em sẽ tìm những dòng này thì khá là hiếm trên thị trường. Thiết kế của nó thì rất là đặc biệt, đó là sở hữu là hai bát 20 năm gân vải màng giấy. Đấy, rốn này cũng là rốn rốn này được nhiều rốn bạc ấy. Màng giấy nhá. Làm châm kép 2 tầng. Đây, hai bát. Thì cái dòng này thì nó thiết kế là hai bát hai tép cho nên anh em có thể nghe nhạc và hát karaoke gia đình khá là tốt. Kích thước của nó là chiều cao là 75, chiều ngang 32 và chiều sâu là 30. Tép này. Bóng tép còn nguyên zin, rất là bóng. Đây là cái dầu anh em nhé, chứ không phải là cái dầu keo zin của máy ấy. Đây mình để nguyên này. Chứ không phải là loa nó xấu đâu, mà loa rất là đẹp luôn này. Hình thức góc cạnh của thùng loa cũng vậy. Thùng rất là cao to. Trở kháng 6 ohm, công suất của nó là 130W. Anh em có thể nghe nhạc và hát karaoke gia đình khá là tốt với cặp loa này. Vì cấu hình của nó là hai bát 20 năm, là hai bát thật luôn. Đây chiếc loa còn lại. Pioneer SK1. Giá của cặp loa này là 6.800.000 đồng. Rất hay và hiếm. Giá thành thì nó vẫn luôn là bình dân để phục vụ anh em. Và đây là E-căng. Thì anh em có thể nhìn qua biết căng này có thể tách rời ra được hai khung. Đấy, nó có cả khung có kèm một cái khung nhôm ở chính giữa. Khi anh em đóng căng vào thì nó sẽ như thế này.
Và căng thì nói rõ với anh em là quá đẹp chứ không phải là đẹp nữa, vì không có một vết rách nào cả. Cặp loa này rất là hay. Pioneer SK1 giá 6,8 triệu. Và tiếp theo phía bên trên là một cặp loa mang thiết kế kiểu dáng rất là sang trọng của Diatone. Đấy. Model của nó là DS66Z, trở kháng 6 ohm, công suất của nó là 150W một thùng. Loa 3 đường tiếng 1 bát 27. Gân vải màng lưới da rắn, rốn của nó vậy. Rất là đẹp luôn. Tất cả những con ốc đều được chụp rất là cẩn thận. Đấy, có thể anh em bóc được nó ra. Nhưng mà này bóc cũng hơi khó. Đấy, nó chụp những con ốc này rất là cẩn thận và kỹ càng. Kích thước của loa là chiều cao 58, chiều ngang 32 và chiều sâu là 30. Toàn bộ thùng được lạm gỗ rất là chắc chắn và đẹp. Góc cạnh hình bom bê, nhìn rất là sang trọng. Từ thùng loa, tuyến loa đều đẹp xuất sắc luôn anh em nhé. Tuy rằng không phải là những mặt hàng đắt tiền, nhưng những cái dòng hàng tầm trung này thì Xuân Đỉnh luôn lựa chọn cho anh em là những mặt hàng rất là đẹp để anh em có thể nghe và bày trên các cái căn phòng nhà mình. Và đây là cái căng, căng còn nguyên tem. Nói chung căng thì do cái dòng này thiết kế căng hơi lồi một chút nên là cái phần này nó sẽ hơi bị chảy một chút xíu thôi, nhưng cũng không ảnh hưởng gì cả. Anh em cẩn thận thì có thể lấy kim đính nó lại cũng được, nhưng mình thì có thế nào thì mình nói vậy để anh em được nhìn rõ. Cũng như phía đằng sau của những cái cặp loa này thì Xuân Đình sẽ quay cho anh em xem luôn. Đây, loa rất là đẹp, góc cạnh, thùng nặng và chất. DS66Z trở kháng là 6 ohm, công suất là 150W một thùng. Cặp loa. Phía bên dưới là cặp loa của Pioneer. Đây là thông số của loa. SK1 trở kháng 6 ohm, công suất của nó 130W. Chịu đòn rất là tốt, nghe nhạc và hát karaoke gia đình khá là hay luôn. Và đặc biệt nó là kiểu dáng cây nên anh em nhìn nó rất dễ bắt mắt. Thùng rất là đẹp. Và như vậy là trong clip buổi tối ngày 9 tháng 10 thì Xuân Đình giới thiệu đến anh em những cái sản phẩm mới về tại cửa Xuân Đình. Tất cả những mặt hàng mà Xuân Đình bán đều có báo giá chi tiết, không bao giờ úp mở gì cả. Chi tiết cũng như địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, số điện thoại 0395 727 582. Tất cả những mặt hàng này đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn và xin chào anh em.